là rất là đẹp, đồ cường thì rất là đẹp, nhưng mà tình hình thí sinh bây giờ đang rất là yếu. Các em không hiểu được cái biểu cảm là như thế nào, không diễn được. Và chúng ta sẽ mất rất nhiều tâm huyết, rất nhiều công sức để cho thay đổi cái chuyện đó. Chương trình không thể nào dừng lại bởi vì biểu hiện của một số những người không tốt. Khi chuyện nó đã đến cái vấn đề này rồi thì thôi, chúng ta đành phải làm theo cách gọi là bỏ thêm nhiều công sức hơn nữa để cố gắng làm sao đạt được khơi trong. Chúng ta tập trung các em lại á, training thêm một buổi nữa. Vậy thôi, đợi gì nữa? Thôi, làm được. Sau một ngày có rất nhiều hoạt động ngoài trời, buổi tối về chúng tôi rất là mệt và đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy tiếng cửa ở ngoài gõ rất là mạnh. Khi mở cửa ra, không ngờ thì chị Xuân Lan đứng ở đó, kế bên là anh Nam Trung. Cùng lúc đó thì hai bạn cùng phòng của tôi đang ngủ say. Thì lúc đó tôi mắt dạ mắt mờ, rất là ngạc nhiên, cứ tưởng mình là đang nằm mơ. Khi hai vị giám khảo bước vào phòng thì căn phòng trong tình trạng khá là bừa bộn và chúng tôi đã bị phê bình vì điều đó. Sống trong một khách sạn 5 sao mà các bạn bày đồ như thế này, máy quay quay các bạn 24/24 và các bạn sống như thế này hả? Sau này các bạn về nhà chung thì cái nhà chung nó thành cái gì? Và bây giờ anh cũng nghĩ rằng quá muộn rồi và không có thời gian để nói nhiều nữa. Cho nên là ngay bây giờ tôi muốn gặp các anh. Ngay lập tức. Là một người mẫu chuyên nghiệp, hơn ai hết các bạn phải biết giữ hình ảnh của mình. Các bạn đi ra ngoài đây, các bạn gặp chúng tôi với bộ trang phục này sao? Các em là những người đại diện cho chương trình Việt Nam Next Top Model năm 2012. Cho dù các em có bị loại ngay bây giờ và ngay lập tức thì các em cũng là hình ảnh của chương trình. Các bạn phải tự ý thức cho mình là một người chuyên nghiệp khi các bạn tham gia vào một chương trình chuyên nghiệp được đầu tư rất lớn. Tại sao các bạn đã đăng ký đến với một cái chương trình như thế này mà các bạn làm xấu hình ảnh của mình đi vậy? Bây giờ mời các em nhóm bên này nghe câu nói thường xuyên của chị Xuân Lan mà tôi sẽ nói. Ngay lập tức người ba em trở về phòng. Ai sẽ là Việt Nam Next Top Model 2012? Vietnam's Next Top Model. Bây giờ mời các em nhóm bên này nghe câu nói thường xuyên của chị Xuân Lan mà tôi sẽ nói. Ngay lập tức người ba em trong vòng 5 phút trở về phòng, chọn một bộ quần áo khác thay và đến đây. Lúc đấy thì rất là khó khăn vì phải chạy một giày cao gót thay quần áo trong vòng 5 phút. Tất cả những cái gì mà anh và chị Xuân Lan nói chính là chỉ mong các em rút kinh nghiệm để chúng ta có một chương trình ngày một tốt hơn. Mục đích chính của buổi tối ngày hôm nay là chúng tôi muốn cho các bạn thêm cơ hội. Chúng ta sẽ cùng rèn luyện kỹ năng tạo dáng để ngày mai các bạn sẽ tham gia trực tiếp vào phần thi quan trọng nhất của mình. Và nếu các bạn tạo dáng không có biểu cảm được thì các bạn sẽ hoàn toàn thất bại. Và đây là sự hỗ trợ thêm cho các bạn trong phần tạo dáng. Các bạn di chuyển ra ngoài. Sau khi trở về phòng tập trung, chúng tôi bắt đầu tập cách tạo dáng để chuẩn bị cho các chốt hình của ngày hôm sau. Tạo dáng chính là một trong những cách để cho các bạn tìm thấy một cá tính riêng của mình
Bây giờ là những cái tạo dáng của chị Xuân Lan, chúng ta sẽ cùng xem, cùng trao đổi. Các bạn có thật sự thích làm được như những gì chị Xuân Lan làm lúc nãy không? Thế thì các bạn đã mong muốn sai rồi đấy. Tất cả những cái tạo dáng vừa rồi của chị Xuân Lan đã lỗi thời so với những gì mà chúng ta đang mong muốn tiến tới, là những cái được gọi là hiện đại hơn. Thời trang luôn luôn thay đổi. Các bạn là những người mẫu, các bạn phải quan tâm đến xu hướng mới của thời trang. Trong việc chụp hình, ngoài tạo dáng, biểu cảm thì một việc rất quan trọng nữa, đó là biết cách làm sao để kết nối và có được cảm giác ống kính. Các bạn cần phải biết và cảm nhận thật rõ bốn trạng thái: hỉ, nộ, ái, ố. Và bây giờ nè, chúng ta đến với bốn trạng thái: hỉ, nộ, ái và ố. Anh Nam Trung và chị Sơn Lan dạy rất nhiều bước mà chúng tôi chụp ảnh không để ý tới. Chúng tôi cũng được lên và mỗi người được một lần tự tập luyện cho khuôn mặt của mình. Vui. Vui không cười. Em đang diễn kịch à? Gợi cảm. Tôi không muốn thấy chị tin dâu. Tôi nhớ bạn này biểu cảm rất là tốt. Em diễn lại cái câu gương kia ngự ở trên tường đi. Diễn xuất này của bạn là những diễn xuất của kịch, chứ không thể nào người ta sẽ bắt được cái thần thái đó trong một bức hình. Em thể hiện một cái sự gì đó quá phấn khích cơ. Đúng rồi, cái mắt phải như vậy, đi với cái miệng nó mới đẹp. Đúng rồi. Em có một cái tiếp thu tốt và cái biểu cảm của em cũng tốt. Tôi ấn tượng với chị Trúc nhất vì tôi thấy chị có biểu cảm rất tốt và tạo dáng cũng rất là ổn. Ai xung phong lên đây làm được tốt nhất chuỗi liên tiếp các dáng và các biểu lộ của gương mặt ngày mai sẽ được phần thưởng đặc biệt từ ban giám khảo. Mời Ngân. Mời em lên đây. Tôi muốn sự dữ dội, sự bùng nổ. Cảm xúc của Ngân thì tốt, nhưng mà em quên mất rằng em đang là một người mẫu chứ không phải là một diễn viên. Chắc chắn là đêm nay tôi về tôi sẽ phải luyện tập lại phần phô sáng của mình. Chỉ hiểu lộ được khuôn mặt, còn cái việc tạo hình trên cơ thể thì là chưa có. Mạnh mẽ hơn nữa xem. Mọc quá lên đi. Không ngại yêu cầu một người khác lên thay thế. Nhanh. Thôi em, tâm lên trước đi. Dội xem, gợi cảm xem. Khi mà em muốn diễn với ống kính, dù đầu em có quay đi đâu thì con mắt của em vẫn phải giữ được cái điểm nhìn đó với cái ống kính. Mạnh mẽ hơn nữa thôi, đẩy cảm xúc lên. Đúng rồi, đẩy mạnh hơn nữa xem. Đâm. Ba người lên đây, tôi chọn Ngân là người biểu lộ cảm xúc tốt nhất và phần thưởng là đích thân tôi sẽ cùng chụp ảnh với Ngân trong buổi shooting ngày mai. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia lớp học như thế này và chúng tôi ghi nhận đây là một sự cố gắng của các bạn. Các bạn bây giờ sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh rất quan trọng ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon. Ai sẽ là Việt Nam Next Top Model 2012? Vietnam's Next Top Model. Sáng hôm sau chúng tôi cũng phải dậy rất sớm từ 6 giờ để chuẩn bị cho buổi chụp hình quan trọng. Chào mừng các bạn đến với buổi chụp thử thách đầu tiên của chương trình Vietnam Next Top Model năm 2012. Đối với chúng tôi, một người mẫu, ngoài cách diễn xuất, các bạn phải biết cách làm sao để thể hiện được những sự kết hợp tinh tế của nhà tạo mẫu, làm nổi bật lên bộ đồ. Đấy là điều mà đối với tôi, một người mẫu phải tỏ ra rằng mình hữu dụng hơn một mannequin. Ngày hôm nay, đến với buổi chụp này, giám khảo, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường của chúng ta đặc biệt làm riêng một bộ sưu tập dành cho các bạn với những đường cắt cúp hết sức mạnh mẽ, đơn giản
Và một điều nữa đặc biệt xin giới thiệu với các bạn, nhiếp ảnh gia Milo sẽ giúp các bạn tỏa sáng. Chúc các bạn thành công. Chiến thắng ở cái phần phong sinh của chị Xuân Lan tối ngày hôm qua, tôi đã được chủ đề chị Xuân Lan thì đấy cũng là một cái lợi thế của tôi, đồng thời nó cũng là cái áp lực của tôi. Nhìn thẳng chị Lan này, tác của chị Lan Lan nữa. Cái cách tạo hình với cả biểu cảm khuôn mặt của chị Xuân Lan khi mà tôi nhìn sang bên rất là tốt và tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Em cảm thấy bộ đồ trên người của mình như thế nào? Em cảm thấy là đồ trên người mình rất hợp với mình ạ. Cái vấn đề quan trọng ở đây anh lại không quan tâm đến là em thích như thế nào. Bởi vì có nhiều bộ đồ em không thích. Nhưng nếu em là người mẫu thì em vẫn phải mặc và em vẫn phải diễn cho nó đẹp được. Em cảm thấy nó như thế nào thì em phải diễn xuất nó ra. Mắt hơi nhẹ lại, đúng rồi. Em lại bắt đầu trùng đầu gối. Chân trụ của em là lúc nào cái đầu gối nó cũng phải thẳng. Chuyển những dáng khác nhau đi. Rồi. Em có 30 tấm. Em có những cái dáng gì khác ngoài chống tay lên hông không? Không bao giờ buông xuôi hai tay như vậy được. Em đã xong. Rồi, cảm ơn em. Được. À. Nhẹ nhàng cho em. Chứ không phải là em bắt như thế này đâu. Khi anh Nam Trung nói như vậy thì tôi cũng đã cố gắng sửa cho chiếc váy xếp đi lại và để làm sao chiếc váy được đẹp nhất. Mạnh mẽ, thả lỏng cái cổ, thả lỏng. Cái tay em để như vậy là rất xấu. Điểm mà tôi muốn thể hiện là dịu dàng và nữ tính đối với bộ trang phục này. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi chưa thực hiện tốt cho lắm và khiến giám khảo Nam Trung không được hài lòng. Cảm giác của tôi trước cái xét chụp hình thì tôi khá là run, nhưng mà tôi sẽ cố gắng giữ cảm xúc của mình bình tĩnh để có thể làm được những hình ảnh tốt nhất. Cái phần cắt của người ta đẹp như vậy em lấy tay em che hết rồi. Và cái tinh thần của chiếc váy em có thấy là cái gì không? Đơn giản. Và khi khoác trên người một chiếc váy đơn giản mà em lại làm quằn quại như muốn lửa như vậy thì nó đâu còn là hợp với chiếc váy nữa đâu. Cái điểm chuyển động phải thật căng mới đẹp đó. Nhưng sau khi em đã lấy được cái điểm rồi thì em lại phải thư giãn. Thả lỏng cái tay còn lại ra. Bắt đầu. Nào, tại sao em cứ ngửa ra sau như vậy nào? Em đứng bình thường. Hơi trồn về phía ống kính này. Nhẹ nhàng thôi. Quyến rũ đi. À, cảm ơn em. Đổi dáng nào. Rồi, bắt đầu. Thả lỏng cái tay xuống em. Mặt căng thẳng quá. Em cười đi, tìm em tôi cho em.